cứu phát hiện chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống là có khả năng kéo dài tuổi thọ. Thay đổi càng sớm thì tuổi thọ càng được kéo dài, tối đa có thể lên đến 13 năm. Nếu thay đổi từ năm 20 tuổi thì có triển vọng tăng thêm 10 năm tuổi thọ trở lên. Cho dù thay đổi từ lúc 80 tuổi thì cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Các bạn còn chờ đợi gì nữa? Hãy theo dõi video clip này. Hello, xin chào mọi người. Mình tin rằng kéo dài tuổi thọ là mong ước của mỗi người chúng ta. Có ai mà không muốn sống lâu hơn chứ? Rất nhiều hoàng đế Trung Hoa theo đuổi trường sinh thông qua thuật giả kim. Tuy nhiên, kiến thức khoa học lúc đó có hạn, khiến nhiều hoàng đế chết hoặc giảm tuổi thọ do uống phải đặt dược độc. Nhưng thời nay lại khác, chúng ta có thể dựa vào nghiên cứu khoa học tiên tiến. Chính có nghiên cứu mới nhất cho thấy, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống là có thể kéo dài tuổi thọ. Thay đổi như thế nào? Hãy nghe Mận Linh giới thiệu tiếp với các bạn nhé! Ba tăng hay giảm? Nghiên cứu chỉ ra rằng bằng cách bổ sung thêm 3 loại thực phẩm và giảm 2 loại thịt, cải thiện và tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh hơn có thể có tác dụng tích cực đến việc tăng tuổi thọ. Đầu tiên là cần bổ sung thực phẩm từ đậu. Trong chế độ ăn uống của hầu hết mọi người đều thiếu hoặc không có đậu, bởi vậy bổ sung thêm các loại đậu có tác dụng đáng kể tới việc kéo dài tuổi thọ. Tháng 10 năm 2021, kim chỉ nam mới nhất của Hiệp hội Tim mạch Mỹ nêu rõ, các loại thực phẩm từ đậu gồm đậu nành, bao gồm đậu tương và đậu phụ, các loại đậu khác như là đậu cô ve, đậu khả, đậu Hà Lan. Những đồ ăn thực phẩm này là nguồn cung cấp chất protein và chất xơ rất tốt trong bữa ăn hàng ngày. Nghiên cứu phát hiện, ăn nhiều đậu và quả hạnh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành và đột quỵ. Hay là tăng ngũ cốc. Tăng lượng ngũ cốc trong chế độ ăn uống cũng có lợi cho việc kéo dài tuổi thọ. Ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch, lúa nước, yến mạch, lúa mạch đen, ngô, cao lương kê đều là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Ăn nhiều ngũ cốc có thể giảm một số tế bào gây viêm nào đó, có thể phòng ngừa nhiều loại bệnh. Một kết quả nghiên cứu cho thấy, những người hấp thu chất xơ nhiều nhất trong chế độ ăn uống có tỷ lệ tử vong thấp hơn 15% so với những người hấp thu chất xơ ít nhất, tỷ lệ tử vong do ung thư cũng giảm 13%. Ba là tăng lượng quả hạnh. Quả hạnh rất giàu vitamin và chất khoáng lecithin, có thể giúp cải thiện và tăng cường chức năng bộ lão của trẻ em và thanh thiếu niên. Bởi vậy, các loại quả hạnh như là lạc nhân, óc chó, hạt dưa, hạnh nhân, hạt thông và hạt phì đều là lựa chọn rất tốt cho đồ ăn vặt. Ngoài ra, trong quả hạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng như axit béo không bão hòa, vitamin E, do đó ăn một lượng quả hạnh vừa phải sẽ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, điều cần chú ý là khi lựa chọn quả hạnh, tốt nhất không nên chọn những loại tầm đường hoặc muối. Ngoài ra, hạt dưa và đậu phụ chiên, mặc dù không cho thêm phụ liệu nhưng rất dễ biến chất nên bạn phải cẩn thận khi ăn. Hai loại thịt cần giảm là thịt đỏ và các loại thịt đã qua chế biến. Thịt đỏ là gì? Thịt đỏ là chỉ các loại thịt nhìn màu đỏ khi còn tươi và không đổi thành màu trắng khi nấu chín. Các loại thịt đã qua chế biến thường thấy gồm xúc xích, thịt bò khô và các loại thịt khô, dăm bông, thịt sông khói. Ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ tăng nguy cơ mắc các bệnh như là tim mạch, ung thư. Bởi vậy, giảm thịt đỏ và thịt đã qua chế biến trong chế độ ăn uống cũng rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ. Thế nào mới là chế độ ăn uống lành mạnh? Chế độ ăn uống có lợi cho sức khỏe, ăn bao nhiêu là chuẩn? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Ngũ cốc 50-150g một ngày, rau củ quả 300-500g một ngày, trong đó có một nửa cần là rau củ quả sẫm màu. Trái cây 200-350g một ngày, nước ép trái cây không thể thay thế trái cây. Đậu và thực phẩm từ đậu 30-50g một ngày, quả hạnh 50-70g một tuần. Sữa và sản phẩm sữa, một cốc sữa một ngày, tương đương 300g sữa lỏng hoặc sản phẩm sữa với lượng sữa tương đương. Thịt cá 280-525g một tuần, nước và chả 1.500-1.700ml một ngày. Thịt đỏ và thịt trắng, thịt gia súc gia cầm 40-75g một ngày, ưu tiên thịt gia cầm. Thịt đã qua chế biến, hạn chế ăn hoặc nếu không ăn càng tốt. Muối không vượt quá 6g một ngày, tương đương lượng một nắp chai bia. Rượu hạn chế nhất nếu có thể. Đường không vượt quá 50g một ngày, tốt nhất kiểm soát dưới 25g. Tránh hoặc hạn chế đồ uống có đường. Dầu mỡ, lượng dầu ăn sử dụng để chế biến thức ăn là 25g đến 30g một ngày. Ít ăn thịt mỡ, độ chiên rán. Ngoài việc ăn bao nhiêu ra thì món gì ăn trước cũng rất quan trọng. Nghiên cứu của Singapore chỉ rõ, thứ tự ăn rau củ quả, chất protein, chất đường có hiệu quả rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn. Nếu không thể ăn được cơm không thì có thể ăn rau củ quả trước, sau đó ăn một chút thịt rồi một chút cơm cũng được. Tốc độ ăn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Một nghiên cứu của Italia cho thấy tốc độ ăn có liên quan mật thiết đến những bất thường về trao đổi chất. Đặc biệt, những người béo là ăn nhanh nhất.
ăn chậm là một cách đơn giản để những người béo giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch chuyển hóa. Vì vậy, chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Có lẽ chúng ta không thể 100% tuân theo chế độ ăn uống tối ưu, nhưng chỉ cần bạn thay đổi một chút để chế độ ăn uống của mình lành mạnh hơn thì sẽ có tác dụng tích cực trong việc kéo dài tuổi thọ. Mời bạn trao đổi với Mận Linh tại địa chỉ Facebook này nhé. Bye bye!